Con nguy hiểm lắm hả con? Rồi đó nghe Long. Con phải ngoan, con không ngoan mà chú la đó, thấy không? Ngoan. Có cầu vồng không? Có thấy cầu vồng không? Tại vì ánh sáng nó không đúng chỗ đúng không? Ở mình ở giọng mình góc khác thì có thể là à. Ủa có con gì kêu vậy? Con ve. Con ve à? À tại sao chưa thấy mùa hè rồi con ve kêu. Con ve. Kè lấy tay con. Nhìn thấy tháng không? Thấy rồi, nó thấy rồi nhưng mà nó không chịu ngồi. Đội đi lên, đội đi lên. Khang ơi, mày đang ở trong rừng mà. À, bây giờ đi ra xe chưa? Chưa. Mấy giờ? Chưa tới giờ đâu. Tao ta lên hết trơn rồi. Ờ, tao lên bớt rồi. Ngồi chơi đi. Khang thấy không, cái chỗ này nguy hiểm không? Chứ còn trượt xuống cái là rớt xuống cái vách đá này, vách núi này nè. Thấy không? Nguy hiểm lắm đó. Người ta leo núi là người ta phải có dây. Con ngồi đó nghe. Nguy hiểm nha Khang, cẩn thận nha con. Cẩn thận đó. Kiến này có kiến là kiến đen. Còn kiến đen lớn á, cái con kiến mẹ nẻ vô một phát là nhất luôn. Kiến nó là bò lên lần chân. Quá ghê. Chỗ này mà lỡ mà thấy có là trào xuống là nắm. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Khang, không có tự đi, Khang. Cái đó cái vòng nhỏ xíu à. Rồi. Phát đa tên là nó cao hơn nhiều đó, nó có nhiều bậc thôi, nên mình đứng ở dưới thấp thôi. Mình đâu có lên sát bên trên đó đâu. Nè, ba lên.
khác. Chờ mẹ. Mày cẩn thận con.